trai gọn gàng, sáng bóng và chắc khỏe là mong muốn của nhiều người, nhất là phái đẹp. Nước cốt chanh, đây là cách làm rất đơn giản và phổ biến, giúp cho móng luôn trắng sạch, chắc khỏe, bàn tay thơm tho. Bạn hãy dùng vài giọt nước cốt chanh pha chung khoảng 200ml nước ấm để ngâm tay chừng 5 đến 10 phút. Axit có trong trái chanh sẽ giúp móng tay được sạch sẽ, tinh dầu vỏ chanh sẽ giúp da tay thơm mát. Nếu chịu khó hơn, bạn có thể dùng trái chanh sắc lát chà trực tiếp lên móng, sau đó rửa tay lại bằng nước sạch. Kem đánh răng, những chất có trong kem đánh răng sẽ giúp móng tay bạn khắc phục được nhược điểm ố vàng, giòn, dễ gãy. Hãy dùng kem đánh răng nên dùng màu trắng, trộn với chút muối hoặc không cần muối cũng được thoa lên móng. Sau đó dùng bàn chải mềm nhúng nước chà gượt rửa nhẹ nhàng các móng chừng 5 phút. Làm như vậy một tuần 2 đến 3 lần, bạn sẽ có một bộ móng tay đẹp như ý. Dầu ô liu và nước ấm. Dầu ô liu là một nguyên liệu nuôi dưỡng da và móng tuyệt vời. Ngâm tay vào hỗn hợp nước ấm pha vài giọt dầu ô liu mỗi ngày sẽ giúp cho móng của bạn láng mịn, trắng hồng. Mỗi ngày hãy dành 10 đến 15 phút thực hiện theo cách này cũng sẽ giúp đôi bàn tay của bạn được thư giãn. Cũng như với nguyên liệu là dầu ô liu, bạn có thể đổ vài giọt dầu ra tay, trộn cùng với muối để tự xoa bóp, làm nóng đôi bàn tay trong 5 đến 10 phút. Cách này ngoài giúp cho móng khỏe, còn giúp tay mịn, mềm do được massage giúp lưu thông máu. Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C, canxi. Nếu móng tay của bạn bị xỉn màu hay xước và dễ gãy, chứng tỏ cơ thể của bạn đang thiếu vitamin C và canxi. Hãy bổ sung những loại rau củ quả giàu vitamin C như cam chanh, bông cải, cà chua, rau cải vào khẩu phần ăn mỗi ngày để cải thiện tình trạng này. Vitamin C, canxi trong các loại thực phẩm sẽ giúp móng tay được hồng hào, chắc khỏe. Những thực phẩm giàu canxi như sữa chua, sữa, phô mai, ốc chó, hạnh nhân, trứng cũng sẽ bổ sung thêm canxi cho cơ thể bạn. Kem dưỡng ẩm. Sau mỗi khi tắm, giặt rửa chén, bạn hãy chịu khó thoa lên tay một lớp kem dưỡng ẩm dùng riêng cho tay để da tay không bị nứt nẻ, móng không bị khô sát. Sau khi thoa kem, chỉ cần dành 2-3 phút để massage bàn tay và có ngón tay thật nhẹ nhàng. Đừng quên dùng găng tay. Mỗi khi chùi rửa nhà cửa, rửa chén bát, giặt đồ, làm vườn, bạn đừng quên dùng găng tay cao su để bảo vệ tay và móng. Cách này tuy đơn giản, nhưng nếu bạn có thói quen này, tay và móng sẽ tránh được bụi bẩn cũng như tránh được tiếp xúc trực tiếp với các loại hóa chất. Uống nhiều nước. Cơ thể thiếu nước sẽ kéo theo việc sắc đẹp và sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng. Da và mắt của bạn sẽ bị khô, nhăn, bong vảy. Tóc bị khô sát, mất đi vẻ mượt mà. Cạnh đó, móng của bạn cũng sẽ khô, mất đi vẻ bóng bẩy. Mỗi ngày, bạn nên duy trì việc cung cấp nước cho cơ thể khoảng 1.5 đến 2 lít nước qua đường uống, ăn canh, trái cây. Bổ sung protein vào chế độ ăn uống. Móng tay, chân và tóc được tạo nên từ nhiều lớp sừng protein. Vì vậy, bổ sung cho cơ thể đầy đủ protein qua chế độ ăn hàng ngày có thể giúp cho chúng phát triển và rắn chắc. Hãy chọn các loại thịt nạc như gà, gà tây, cá nước lạnh, các sản phẩm ít béo và từ đậu nành để giúp cho móng chắc khỏe. Chọn thực phẩm giàu sắt và omega 3. Chất sắt sẽ giúp mang lại làn da, mái tóc cũng như móng tay chân của bạn sức sống và khỏe mạnh hơn. Vì vậy, đừng quên bổ sung bánh mì nguyên hạt và mì Ý với các loại rau có lá và sẫm màu hoặc quả đậu, thịt cá và trứng vào các bữa ăn hàng ngày. Dùng baking soda. Trong baking soda, bột nở có thành phần giúp tẩy trắng rất hiệu quả. Bạn hãy dùng hỗn hợp sệt này được pha từ nước và bột nở để thoa lên phần móng và phần da móng xung quanh. Sau đó, chà nhẹ nhàng chừng 20-30 phút. Mỗi tuần, bạn dành chút thời gian làm theo cách này sẽ giúp bộ móng của bạn hồng hào và trắng khỏe.